Với lợi thế được chơi trên sân nhà hàng đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu chủ động ngay từ hiệp 1. Trong khi đó, BKMX Bình Dương nhập cuộc chắc chắn, chấp nhận sức ép từ đối thủ để chờ đợi cơ hội phản công. Riêng đội trưởng Quang Hải đã có màn trình diễn khởi sắc ở cuộc đọ sức này. Phút thứ 7, cầu thủ mang áo số 19 đi bóng khéo léo vượt qua vòng vây của BKMX Bình Dương. Tuy nhiên, ở tình huống quyết định, Hải bị ngăn chặn bởi hậu vệ trẻ Võ Minh Trọng. 20 phút sau, Quang Hải cùng đồng đội Đình Bắc có 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng không thắng được bức tường kiên cố của đội khách. Sau nhiều nỗ lực ép sân trong cả hai hiệp đấu, phút 76, bàn thắng đến với đội chủ nhà. Quang Hải là người kiến tạo. Đường chuyền của Quang Hải cho Arthur cũng là pha kiến tạo thứ hai của tiền vệ mang áo số 19 ở mùa giải này cho Công an Hà Nội. Những phút còn lại, đội khách đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. 1-0 cũng là tỷ số của trận đấu. Hải nghĩ rằng là với cá nhân Hải thì mỗi khi ra sân thì cố gắng là đóng góp hết khả năng để đóng góp vào lối chơi của đội bóng. Hôm nay thì Hải nghĩ rằng là toàn đội đã thi đấu với cái đúng cái khả năng của mình và đúng với cái sự chuẩn bị mà ban huấn luyện đưa ra. Và đây là một cái kết quả hoàn toàn xứng đáng đối với toàn đội. Hải nghĩ rằng là thi đấu với Bình Dương chưa bao giờ là dễ dàng cả và hôm nay cũng vậy. Và Hải nghĩ rằng là hôm nay là cả hai đội đều thi đấu cống hiến cho khán giả một trận đấu khá là hay. Và Hải nghĩ rằng là hôm nay là đội Công an Hà Nội đã tận dụng tốt cơ hội của mình. Đây là trận thắng đầu tiên của câu lạc bộ Công an Hà Nội tại LP Bank V-League 1 2024-2025 sau 2 trận không biết mùi chiến thắng. Hải nghĩ là thực sự thì trải qua 2 trận đấu thì chưa có kết quả tốt, nhưng mà cá nhân Hải cũng như là anh em cầu thủ cũng thực sự thì không gặp quá nhiều cái áp lực. Tại vì sao? Tại vì cá nhân Hải cũng như anh em có cái niềm tin vào cá nhân cũng như là đồng đội. Vì Hải và anh em biết là cái mình có cái niềm tin vào bản thân mình và mình sẽ có được kết quả tốt nếu mình cứ tiếp tục thi đấu như vậy. Và quan trọng hơn cả là ngày hôm nay toàn đội đã có chiến thắng để hướng tới những cái mục tiêu phía trước. Trận thắng này vẫn chưa để giúp Công an Hà Nội vượt qua BKMX Bình Dương trên bảng xếp hạng. Hiện hai đội cùng có 4 điểm và hiệu số 0. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Paul King đứng dưới thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn do kém số bàn thắng. Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm, bằng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng có hiệu số dương 6 so với dương 3. Xếp cuối bảng xếp hạng là SHB Đà Nẵng với 1 điểm, còn Sông Lam Nghệ An xếp thứ 13 với 1 điểm nhiều hơn. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.